Chị đã từng là tư vấn về quản lý. Vâng. Thì sau một thời gian làm tư vấn thì chị phát hiện ra tất cả các bạn ngôi sao đều phù hợp với vai trò làm tư vấn hơn là làm một cái vai trò là người quản lý hoặc người lãnh đạo trong doanh nghiệp. Trừ khi bạn là người đứng đầu cái doanh nghiệp của bạn ấy. Đấy. Thế thì tức là đều nếu mà một người đã ở một cái vị trí được xã hội hoặc là thậm chí kể cả bạn ấy tự coi bạn là một ngôi sao rồi thì thông thường bạn ấy sẽ không cái nếu bạn ấy gọi là thuận cả hai tay ấy, thì cái tay mà làm về execution tức là về thực Thực hiện thi. ở thực thi nó thông thường nó sẽ kém hơn cái tay làm tư vấn gọi là advisory hoặc là kiểu vision setting rồi vân vân những cái mà nó gọi là abstraction nó cao hơn đấy. Vâng. Thì đối với trường hợp của các bạn ngôi sao thì thật sự là nhìn chung đối với doanh nghiệp mới nhá hoặc là startup nhìn chung nên mời các bạn ấy dưới dạng tư vấn ngắn hạn hoặc là cố vấn đặc biệt hoặc là chuyên gia hoặc là cái gì đấy nhưng thông thường để cho bạn ấy ở trong một cái bối cảnh là làm việc một cách có chủ ý và ngắn hạn Vâng. cái ngắn hạn với doanh nghiệp thì bạn ấy cũng hạnh phúc hơn và doanh nghiệp thường là cũng sẽ có lợi hơn có hiệu quả hơn. Còn lại với doanh nghiệp thì thực tế là do bản thân chị đều làm việc ở những trước đây khi đi làm mình đều làm việc ở những công ty mà người ta rất là gọi là cổ súy cho cái văn hóa là gọi là promotion from within tức là đưa nhân viên lên các vị trí cao dần hơn nhưng mà đầu tiên họ phải là người trong công ty thay bằng đưa những các ngôi sao ở bên ngoài vào thì chị cũng hoàn toàn gọi là tâm phục khẩu phục với cái văn hóa đấy cho nên trong công ty bao giờ mình cũng mong muốn là tuyển các bạn có thể là còn ít kinh nghiệm hơn hoặc là chỉ là mới ở cấp trung thôi và mình gọi là growth from within hoặc là promotion from within tức là để các bạn có cơ hội để phát triển và các bạn ấy gắn bó lâu dài hơn và mình vẫn có các ngôi sao nhưng mà các ngôi sao đấy hoặc là cố vấn hoặc là gọi là hợp đồng ngắn hạn để giúp một số các công việc cụ thể trong một thời gian nhất định đấy. Cũng có những ngôi sao sau một thời gian họ họ muốn trở thành một thành viên của mình nhưng lúc đó là do chủ ý của họ không phải là do mình mời họ nữa mà lúc đấy nó sẽ phải có một cái sự gọi là hài hòa về về mặt Văn hóa. về đúng rồi về văn hóa và cũng như là về cái sự là khi mà trong ngồi bàn đàm phán lúc đấy cái bàn đàm phán không phải là doanh nghiệp đến mời một ngôi sao về chỗ mình mà là ngôi sao đấy họ tự thấy là ok chỗ này cũng là một cái gọi là một cái chòm sao mà đủ sáng để họ có thể tham gia cùng. Thì cái đấy chị thấy là một cách gọi là thực tiễn thì nếu là ngôi sao mà bản thân như kiểu Kids Online là mình cũng rất hay mời các bạn chuyên gia về một lĩnh vực này lĩnh vực kia đến nói chuyện này buổi sáng thứ bảy này cái hoặc là thậm chí là cà phê với anh chị em lãnh đạo thứ này nọ để nghe ý kiến của họ tương đối nhiều rồi mời các ngôi sao giúp làm training làm tập huấn cho nhân sự của mình cái này cái kia cái thứ là rất là ổn. Đấy, còn lại thì anh em trong công ty thì nếu ai mà đã được lên một mức độ nhất định tự nhiên họ cũng có thể từ từ trở thành một một người gọi là chuyên gia trong lĩnh vực và bây giờ đến lượt các bạn đấy lại đi nói chuyện với các nơi ở bên ngoài rồi vân vân chia sẻ thì lúc đấy nó vừa hài hòa cho công việc của doanh nghiệp mình mà ra bên ngoài thì chẳng hạn như là với các ngôi sao người ta cũng vẫn sẽ gọi là có cảm nhận tốt và nói tốt về doanh nghiệp mình rất hài hòa rất là tiện. Vâng, em nghĩ đấy là một cái tiếp cận rất là hay. Thật ra bọn em cũng cũng đã trải qua những câu chuyện như vậy, thì em nhận thấy là đó là một cái phương án gọi là gần như là hoàn hảo nhất. Tại vì dù sao để dùng ngôi sao hay là người thường nữa thì sẽ cần một khoảng thời gian để có thể làm quen với rất nhiều yếu tố của doanh nghiệp, và thực ra khi làm quen thì mới biết được rằng là mình nên hay là không nên gọi là đóng góp lâu Đóng góp dài. lâu dài. Và câu chuyện kiểu ngắn hạn thì rất là dễ. Ngắn hạn thực ra khi có một mục tiêu cụ thể thì mọi thứ rất là đơn giản. Nhưng câu chuyện lâu dài thì em nghĩ nó còn nhiều cái thứ phải suy tính hơn. Thế thì mình không thể nào đưa ra một quyết định giống nó giống như kiểu gả vợ, giữ vợ gả chồng mà quyết định trong vòng một ngày thì thường là kết quả quyết định sai, nó cũng cái xác suất quyết định sai. Chị là người thích thống kê thì em nghĩ là mình sẽ nói về xác suất, xác suất sai nó sẽ cao hơn. Còn nếu mình cho một quãng thời gian và những cái đầu việc rất là cụ thể để có thể trải nghiệm với nhau thì rõ ràng là cái xác suất đúng của mình sẽ cao Đúng rồi. hơn. Em rất là đồng tình với cái quan điểm đấy. Và em nghĩ là một điều nữa nó cũng hay ở đây là gần như lúc đấy mình sẽ tạo được cái văn hóa và cái tức là mình tạo được cái niềm tin của những người nội bộ rằng là sẽ luôn luôn có một cái cơ hội nào đó để họ có thể nắm những cái vai trò lớn hơn và họ nắm những cái
trách nhiệm, nhiệm vụ lớn hơn, chứ không phải đến một ngày nào đấy tự nhiên tôi lại có một ngôi sao bên ngoài, ngôi sao nào đó vào để chiếm cái vị trí mà lẽ ra là tôi do nỗ lực rất lâu rồi, tôi lẽ ra là tôi phải được. Vâng. Tôi được. Vâng. Mặc dù là tất nhiên là trong quá trình vận hành nghiệp nó vẫn sẽ phải có sự xuất hiện của các ngôi sao cũng sẽ đến để nâng tầm rồi đưa những bước phát triển mới, nhưng mà em rất đồng tình với việc là người đó phải là người đúng, và người đúng đấy là đôi khi với em chẳng hạn thì nó không phải chỉ đúng với tôi, mà nhiều khi là làm việc với team là đúng với cả team. Đến lúc đấy khi mà ngôi sao vào chăng nữa thì mọi người cũng hoàn toàn có thể bắt guồng vào và làm việc với nhau mà không gặp một cái vấn đề gì cả. Thậm chí lúc đấy không khí nó còn tốt hơn, kết quả kinh doanh hiệu quả hơn, mà mọi người thì lại cảm giác như là gắn kết hơn. Thế thì rõ ràng là mình sẽ cần, gọi là em nghĩ cũng nhiều yếu tố. Nói chung là có một cái là nghĩ là duyên nữa. Nhiều khi mình tìm đúng người vào đúng thời điểm nó cũng không phải là một cái gì đấy mà mình 100% mình có thể gọi là kiểm soát được.